Tất cả các bạn trở lại với chương trình tư vấn và đánh giá các dòng sản phẩm laptop mỗi ngày của Trang Công Nghệ TRD. Thưa các bạn, trên bàn của mình ngày hôm nay đó là một dòng sản phẩm laptop gaming của Asus các bạn ạ. Đó là chiếc TUF 17. Máy được trang bị cấu hình đó là i5 thế hệ thứ 11 và Vega hoàn toàn mới là RTX 3050, kèm theo màn hình 17,3 inch, tần số quét lên đến 144Hz. Đây là một trong những chiếc máy gaming với phân khúc tốt nhất dưới 24 triệu đồng tại thời điểm hiện tại để các bạn có thể mua về làm đồ họa, chơi game, giải trí và tất cả những các công việc về kỹ thuật thì chiếc máy này chắc chắn với cấu hình hoàn toàn mới sẽ vượt qua với chính sách bảo hành 1 năm tại thị trường Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị các bạn tham khảo qua bài đánh giá của mình ngay sau đây nhé. Các bạn ơi, chiếc Asus này đến từ Đài Loan các bạn ạ, nhưng nó lại xuất xưởng cho tại thị trường Mỹ và mình mua từ Mỹ về các bạn nhé. Đây là cấu hình và mọi thứ của máy này, Asus TUF 706H nhé. Quả skin rất là sành điệu, cái này các bạn có thể bóc ra để dán đấy các bạn ạ. Cái này rất là hay. Skin này các bạn dán máy nhé. Máy này, sách hướng dẫn sử dụng này. Sạc của máy là 20V và 180W các bạn nhé. Chân kim như này. Các bạn ơi, chiếc máy thiết kế theo kiểu ngôn ngữ các bạn nhìn thấy này, vuông và rất là khỏe, giống như các thiết bị quân sự các bạn ạ. Trọng lượng tổng thể của chiếc máy đó là 2,6kg. Thắp lưng bên trên hoàn toàn bằng hợp kim nhôm, là sờ vào mát lạnh luôn các bạn ạ. Có logo chữ TUF này. Cái phần đinh tán này có lẽ là chỉ làm giả đẹp thôi các bạn ạ. Cái phần này nó lại làm tụt vào như này. Các bạn sẽ nhìn thấy chữ TUF Gaming và những cái đèn tín hiệu của chế độ máy bay này, ổ cứng này, pin này, máy đang sử dụng này. Hốc tản nhiệt thì các bạn thấy đưa đằng sau như này. Và nhìn đằng sau thì nó nhìn kiểu như du thuyền không gian luôn. Đúng là những chiếc máy gaming thì bao giờ nhìn cũng đậm chất của game thủ. Ở bên tay phải thì Asus đã vẫn bố trí thêm cái hốc tản nhiệt để cho chiếc máy tản nhiệt tốt hơn, nhưng mà mùa hè mà các bạn để này nó phả ra nóng lắm đấy các bạn ạ, khá khó chịu luôn. Ở đây chúng ta sẽ có một cổng USB, đây là cái lỗ của loa này. Đằng trước thì chỉ có cái gờ này thôi, cái gờ này vừa là thò camera lên và các bạn mở máy nó cũng sẽ đơn giản hơn này. Không bố trí bất kỳ một cổng gì đằng trước nhá. Ở bên này là cổng sạc này, cổng LAN này, cổng HDMI này và hai cổng USB, thêm một cổng USB Type-C, cổng phone, cổng mic và giao tiếp 3.5. Có cổng HDMI và USB Type-C sẽ có tính năng là kết nối ra màn hình bên ngoài. Các bạn có thể truyền tải tín hiệu âm thanh và hình ảnh siêu LED với độ phân giải từ 4K, 5K, 6K, vân vân. Bên dưới máy này, Asus bây giờ cũng như các hãng khác rất chuộng kiểu những cái hình than tổ ong tại Việt Nam này. Nó giống như cái tổ ong các bạn ạ. Nhưng nó để tản nhiệt và những quả logo này, hạt nhân. Rất ghê. Hai hốc loa này các bạn này. Thông tin của máy nó sẽ có hết ở đây nhá. Mã máy của nó chính xác này. 706H. Bây giờ cũng như mọi ngày là mình sẽ mở toàn bộ nội tạng bên trong chiếc máy này để khám phá khả năng nâng cấp về chất lượng máy bên trong nó như nào thì mình sẽ chỉ luôn cho mọi người nhá. Mời quý vị và các bạn đón xem ngay bây giờ. Vâng, thưa các bạn, thì mở chiếc máy này ra cực kỳ đơn giản các bạn ạ. Cái lắp của nó đều làm hoàn toàn bằng nhựa. Chúng ta sẽ nhìn thấy chất lượng bo mạch bên trong màu xanh, CPU và GPU đều gắn chết trên bo mạch chủ. Máy có 2 slot cắm RAM để các bạn có thể mở rộng tối đa chiếc máy này lên tận 64GB RAM các bạn nhé. Ở đây chúng ta có 2 cái cắm ổ cứng các bạn ạ. Phần bên tay trái đã cắm sẵn ổ cứng rồi, còn phần bên tay phải ở đây các bạn sẽ nhìn thấy một khe cắm PCIe nữa các bạn ạ. Nếu như có 2 khe cắm PCIe như này thì chiếc máy sẽ có tính năng chạy RAID 0, tự động sao lưu dữ liệu cho quý vị các bạn cũng sẽ hoàn toàn an toàn. Máy các bạn nhìn thấy là 2 quạt tản nhiệt này. Cái phần Vega rời thì các bạn thấy nó sẽ có 2 ống đồng, còn CPU ở đây chỉ có 1 ống đồng thôi các bạn nhé. Cái phần con chip này, con chip màu xanh này, con chip set đây và 2 cái loa này. Máy vẫn còn một khe cắm mở rộng đây để các bạn có thể nâng cấp thêm ổ cứng 2,5 inch. Thì vị trí tối đa là chiếc máy này sẽ lắp được 3 cái ổ cứng các bạn nhé. 3 cái ổ cứng. Với 2 cái cắm ổ cứng PCIe SD thì các bạn có thể nâng cấp 4TB và 2TB cho ổ cứng cơ nữa. Dung lượng pin của máy thì nó chỉ có 4050 mAh thôi. Thật ra quả pin này thì hơi hẹo các bạn ạ. Pin dung lượng như này thì rất là thấp cho một chiếc máy gaming. Tóm tắt lại thì chiếc máy sẽ cho phép các bạn nâng cấp tối đa là 3 ổ cứng này, 64GB RAM. Còn bây giờ thì mình sẽ lắp vào để test chiếc máy này, xem hiệu năng thực tế của máy ra sao nhé. CPU, GPU thì lưu ý các bạn là không thể nâng cấp onboard trực tiếp trên bo mạch chủ các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn, mặt trước của chiếc máy các bạn thấy rất hùng dũng đúng không?
Bàn phím thì LED RGB, đủ các loại màu luôn. Và viền màn hình các bạn thấy là không quá dày và chẳng quá mỏng. Chất lượng của màn hình các bạn thấy là 144Hz, đây là tần số quét và có hỗ trợ Arab G-Sync. Cái này là chống phân mảnh màn hình. Giống như các dòng TUF giá rẻ thì cái mặt này làm hoàn toàn bằng nhựa các bạn ạ. Và nhìn vào đây thì nó sẽ kém sang. Còn chất lượng bàn phím của dòng này thì bấm rất sướng nhá. Bốn phím chơi game chuyên nghiệp các bạn thấy A, W, SD, nó là màu trắng. Và những cái phím điều hướng này các bạn thấy là nó cũng rất là rõ ràng. Có phím phụ này sẽ hỗ trợ các bạn nhập liệu bàn phím rất tốt. Cái phần bên trên này vừa là tản nhiệt vừa loa này. Phím này. Những cái công nghệ nổi bật các bạn thấy này. Hai quạt tản nhiệt độc lập này. À, đây là hai slot SSD, các bạn thấy nó ghi rõ này. Wi-Fi 6 này, tiêu chuẩn quân đội SSD 810G về độ bền này. À, DTS Ultra là công nghệ âm thanh này. Aura RGB có nghĩa là sẽ đồng bộ hóa các thiết bị, ví dụ như là chuột, LED phím hoặc các thứ ở bên ngoài, các bạn có thể cắm đồng bộ hóa qua cái phần mềm trên máy nhé. Và máy đã được nâng cấp lên Windows 11 này, các bạn sẽ nhìn đây là Windows 11 luôn, mới nhất luôn, Windows bản quyền. Màn hình 17 inch, bên trên có tích hợp camera, có mic để hỗ trợ các bạn thu tiếng, các bạn có thể quay phim, chụp ảnh, họp trực tuyến, học online, vân vân, qua những chiếc máy này là ok nhé. Và bật mí luôn các bạn, thì vừa nãy mình nghĩ cái cổng này nó chỉ ở phân khúc giá rẻ, đó là USB Type-C thôi, nhưng không phải đâu các bạn ạ. Mình tìm hiểu kỹ thì nó có cổng Thunmot 4. Thunmot 4 thì với băng thông ra bên ngoài cực lớn, bây giờ 40GB một giây. Và các bạn có thể cắm thêm cả EGPU, có nghĩa là cảm hình rời từ bên ngoài luôn. Đây là cổng mạnh nhất, có thể truyền tải tín hiệu âm thanh và hình ảnh dữ liệu ra bên ngoài nhanh nhất hiện nay. Thunmot 4 nha các bạn nhé. Phím bật nguồn cũng tích hợp đèn LED luôn các bạn này. Máy được trang bị Bluetooth 5.0 các bạn nhé. Cái này hỗ trợ các bạn kết nối băng thông không dây cực nhanh. Camera của máy này. Ổ cứng trong máy sử dụng của Intel luôn các bạn ơi. Ngon đấy. Đây Vega này. Các bạn thấy nó sử dụng NVIDIA GeForce RTX 3050. Cái này dung lượng 4GB và card on là UHD Graphics nhé. Wi-Fi 6 luôn này. Các bạn sẽ nhìn thấy này. Đó. MediaTek. Cái này là cái hãng tích hợp cái Wi-Fi này. Sản xuất cái Wi-Fi này này. Có cả LAN luôn các bạn này. Đây là MCU 11260H 2.60 các bạn nhé. Chip dòng thế hệ Tiger Lake thế hệ thứ 11 mới nhất của Intel. Các bạn ơi, mình có tìm hiểu về thông số kỹ thuật của chiếc màn hình này các bạn ạ. Nó đạt 60% sRGB và 47% Arab RGB. Độ sáng của màn hình là 250 nits các bạn nhé. Nói chung là đủ một cái thông số phổ thông để cho các bạn có thể chơi game và làm đồ họa tốt trong môi trường ở trong nhà. Và màn hình thì nó cũng có chống lóa bình thường, các bạn có thể làm việc liên tục nhìn lâu mà không mỏi mắt. Còn góc nhìn của màn hình IPS thì các bạn sẽ thấy được chứng minh này, nó đạt 178 độ. Các bạn có thể thấy là chất âm thì cũng khá tốt, mặc dù âm bass chưa thực sự được mạnh, nhưng với một chiếc máy tầm trung thì chất lượng âm thanh và hình ảnh như này là chấp nhận được các bạn ạ. Với những chiếc máy màn hình to bự như này, thứ nhất là không gian làm việc trên màn hình nó cũng sẽ rất là nhiều. Và việc chúng ta xem phim, nghe nhạc, giải trí, chơi game thì trên màn hình to cũng là sướng hơn so với những chiếc màn hình nhỏ các bạn ạ. Đây, các bạn có thể thấy là MCU thế hệ thứ 11 mới nhất. Con này thì với tiến trình sản xuất chip của nó là 10 nanomet các bạn ạ, với 6 nhân 12 luồng các bạn nhé. RTX 3050 thì các bạn thấy nó cũng tích hợp mới thì nó cũng sẽ ngon lành hơn nhiều so với dòng thế hệ cũ như là GTX 1650 hoặc 1650Ti. Điểm số chúng ta nhận được là 983 CB, một điểm số khá tốt để các bạn có thể làm đồ họa, các bạn có thể sử dụng các phần mềm lập trình, các ứng dụng về tính toán thì MCU này tương đối ngon so với dòng chip G hoặc là dòng chip tích kiệm điện các bạn ạ. Trong khi đó với RTX 3050 dung lượng 4GB, cái này thì nó sẽ có hai lõi bên trong là lõi Tensor và lõi Ray Tracing. Cái Tensor thì nó được tích hợp mới trên dòng này thì nó hỗ trợ trí tuệ nhân tạo. Nghĩa là lôm la là chúng ta hiểu là dùng trí tuệ nhân tạo để xử lý các thuật toán về hình ảnh thì nó ngon hơn so với dòng thế hệ cũ và mạnh hơn khoảng 20% so với GTX 1650Ti. Đây các bạn có thể thấy là phần mềm Cben thì nó chấm điểm của em Vega này là 91.93 FPS. Nói chung là 4GB cũng vừa đủ các bạn dùng các tác vụ về đồ họa, khá ngon các bạn ạ. Đây các bạn này, thông số Vega bên trong nhé. Các bạn nhìn thấy là nhân CUDA của em này thì hoàn toàn mới là 2048 nhân CUDA.
và công suất của nó cũng lên đến tận 75W maximum này. Băng thông bên trong là 12GB một giây, 128 bit. NVGA có thông số tương đối tốt. Bộ nhớ là 4GB DDR6 các bạn nhé. Bộ nhớ cảm hình mới nhất bây giờ là GDDR6 các bạn ạ. Bây giờ chúng ta sẽ thử tản nhiệt của chiếc máy xem ngon không. Vâng, thưa các bạn, với công nghệ làm mát độc lập, các bạn thấy là hai quạt bên trong. Với nhiệt độ của CPU, các bạn thấy là mức khoảng 67 độ ở tác vụ về đồ họa 3D. GPU mức khoảng 74 độ. Và quạt đây thì hoạt động không quá ồn. Các bạn chú ý thì trên máy nó có tính năng cả tăng tốc quạt đây nhé. Đây, các bạn bấm FL này. Đó, có rất nhiều chế độ. FL với F5 các bạn nhé. Nếu các bạn cần tăng tốc hết thì các bạn hãy bật tính năng mạnh nhất của quạt. Với mức tản nhiệt như này thì hoàn toàn đáp ứng tốt các tiêu chí về đồ họa 3D. Các bạn hoàn toàn có thể sử dụng nhé. Các bạn ơi, đây là phần mềm Harmony Class này. Các bạn sẽ nhìn thấy thông số hoạt động bên trong của chiếc máy chúng ta. Các bạn sẽ nhìn thấy nhé. Kể cả các bạn điều khiển phím, viết các thứ nào nó hoàn toàn có hết trong này. Đây, các bạn thấy là mình đang để dưới này này. Harmony Class này. Các bạn về tìm hiểu sau cái này nhé. 1, 2, 3. Vâng, thưa các bạn, là chúng ta đang thử sức mạnh dựng video 4K qua phần mềm Adobe Premiere 2020. Với những chiếc máy mà sức mạnh của gaming thì các bạn thấy là tối ưu cho việc dựng 4K rất là tốt. Nói chung là những chiếc máy ở phân khúc tầm khoảng hơn 20 củ thì đại đa số sẽ dựng video rất là ngon lành. Các bạn có thể dùng chiếc máy này để dựng phim, dựng các video về quảng cáo, marketing, hay đơn giản chỉ dựng những đoạn clip mà các bạn đang đi du lịch hàng ngày, bạn post lên YouTube, lên Facebook cho bạn bè xem thôi. Mất 27 giây, mặc dù là không quá nhanh nhưng đủ sức mạnh để các bạn có thể dựng video 4K. Các bạn thì thấy là ở đây thì mình đang để rất là nhiều ứng với đoạn video quen thuộc hơn 1 phút thôi. Nói chung là những dòng máy gaming thì nó sẽ thông thường khoảng hơn 20 giây trong một chiếc máy như này. Còn đối với những chiếc máy khủng thì nó dựng mất nhanh nhất 17 giây, mình đã từng test. Máy càng khỏe thì nó sẽ hỗ trợ các bạn cái phân nút mà render càng nhanh. Vâng, thưa các bạn, là mình đang test tựa game Battlefield 1 các bạn ạ. Với tần số quét 144Hz để chơi game thì phải nói là rất mượt rồi. Loa của máy cũng rất tốt và chất lượng phím của dòng Asus Gaming thì các bạn biết là sử dụng rất là ok. Với tần số quét 144Hz thì khung hình chuyển động sẽ cho mức FPS tương đối là tốt và nhiệt độ chơi game không quá cao. Tựa game này mình cài vào nó sử dụng hết có 60% thôi. Còn với những tựa game nặng hơn thì các bạn cứ thoải mái cài chiếc máy này. Màn hình to các bạn chơi game cũng sướng hơn đúng không các bạn? Và với mức tản nhiệt này thì các bạn cứ thoải mái cài khoảng chơi khoảng 45 tiếng một ngày là chuyện hoàn toàn bình thường. Không ảnh hưởng gì chất lượng của máy cả. Tất cả những tựa game offline, online có trên thị trường các bạn hoàn toàn có thể cài vào chiếc máy này để vui chơi giải trí những rảnh nhá. Vâng, thưa các bạn, là mình đã vừa trải nghiệm xong với chiếc TUF 17 FA706 phiên bản năm 2021 các bạn ạ. Nếu như phân khúc các bạn để mua một chiếc máy dựng video để chơi game cũng như các phần mềm về kỹ thuật mà phân khúc đầu tư dưới 24 triệu đồng thì đây chắc chắn là một chiếc máy tốt nhất phân khúc hiện tại có màn hình 17 và inch rộng rãi để các bạn có thể làm việc các bạn ạ. Chất lượng bàn phím tốt, chất lượng loa tốt và kèm theo khả năng nâng cấp ổ cứng cũng như RAM, nâng cấp tối đa những 64GB RAM cho chiếc máy này. Nhược điểm của chiếc máy thì các bạn thấy là chất lượng màn hình thì mình đánh giá ở mức là trên trung bình thôi. Và phần tì tay bên dưới cũng như phần đế bên dưới làm hoàn toàn bằng nhựa. Chính vì thế khi mình dùng thì có cảm giác như nó hơi kém sang một chút. Nhưng bù lại thì chúng ta sẽ có một chiếc máy có cấu hình cao và giá bán rẻ. Còn nếu mà để so sánh các đối thủ để cạnh tranh chiếc máy này thì ví dụ như chúng ta sẽ có các dòng như MSI GF65 hay các dòng như Acer Nitro 5 phiên bản năm 2021 chẳng hạn. Nói chung là mỗi một dòng máy thì nó đều có thiết kế đặc trưng riêng, các bạn thích có thể mua chiếc máy này sử dụng. Còn tản nhiệt của máy các bạn có thể thấy là qua các bài test về đồ họa chơi game thì nó cũng chỉ ở mức là trên 70 độ C. Đây là một nhiệt độ hoàn toàn cho phép để các bạn có thể chơi game và làm đồ họa lâu dài mà không sợ hại máy các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn, chương trình trên tay và trải nghiệm chiếc Asus TUF FA706H của mình trên đây là khép lại các bạn ạ. Có những dòng sản phẩm mới mình mang đây tư vấn và mổ xẻ cho mọi người như này. Hy vọng là các bạn đồng hành và ủng hộ kênh công nghệ của TDD bằng cách đăng ký kênh nhé. Nhớ là bấm bên chuông bên cạnh để chúng ta cập nhật các dòng sản phẩm laptop mới nhất tại shop. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.